Dù chưa có danh tiếng ở những thị trường nước ngoài, nhưng tập đoàn ô tô Quảng Châu, GAC là một trong những nhà sản xuất xe lớn ở thị trường nội địa Trung Quốc với gần 70 năm lịch sử. Mới đây, hãng đã giới thiệu một mẫu xe hiệu suất cao mới GAC Chamchi Empower 2022 mới. Chamchi Empower là một mẫu sedan chất thể thao với mức giá phải chăng và thiết kế khá thú vị. Từ những gì được thấy trong video, nó trông giống như một sự pha trộn giữa Lexus, Hyundai, Kia và thậm chí cả các đặc điểm thiết kế của Mercedes-Benz. Tuy nhiên, mẫu xe sedan GAC Chamchi Empower dường như đã kết hợp mọi thứ một cách khéo léo để tránh gây cảm giác đây là một sản phẩm nhái rẻ tiền dựa theo một mẫu xe nổi tiếng cụ thể nào đó. Nhìn vào đuôi xe, bạn đừng để hệ thống 4 đầu ống pô đánh lừa bởi mẫu sedan này thực tế chỉ trang bị một động cơ xăng tăng áp 4 xi lanh dung tích 1.5 lít. Nó có thể sản sinh 177 mã lực và 270 Nm moment xoắn cực đại và được phối hợp với một hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp. Trên mặt giấy tờ, sự kết hợp động cơ hộp số này sẽ giúp GAC Chamchi Empower của Trung Quốc gia tốc 100 km/h trong khoảng 7 giây. Theo người đánh giá xe từ Winspoil giải thích rằng, chiếc xe này khá là nhanh để lái hàng ngày, nhưng chức năng bẻ lái có phần nhẹ hơn hầu hết các đối thủ. Âm thanh trong cabin nghe khác là đã tai nhưng hóa ra là giả. Tiếng ống xả đã được tăng cường bởi hệ thống loa chứ không phải âm thanh tự nhiên. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe GAC Chamchi Empower 2022 khoảng 98.000 đến 130.000 nhân dân tệ, tương đương 350 đến 460 triệu đồng, một mức giá không tồi dành cho một mẫu sedan thể thao đẹp mã. Được bán dưới thương hiệu con Chamchi, Empower có thể được coi là câu trả lời của Trung Quốc đối với những đối thủ như Honda Civic C. Ít nhất, đó là những gì người dẫn chương trình tại kênh YouTube Winspoil từng đánh giá. Tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, GAC Chamchi Empower 2022 mới thuộc phân khúc sedan cỡ C và cạnh tranh với những cái tên như Honda Civic hay Kia K3.